Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong video này em sẽ là làm video giới thiệu cho anh chị về dòng xe Toyota Altis phiên bản 2022 và giới thiệu cho anh chị cái chính sách bán hàng mới nhất của tháng 7 năm 2022 này. Thì hiện tại là thời điểm đầu tháng 7 thì dòng xe Altis bên em hiện tại thì đang khá là sẵn xe, đủ màu giao ngay. Altis thì phiên bản 2022 này đã được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 3 phiên bản, nó tương tự giống như Cross 1.8G có giá niêm yết là 719 triệu. Trong thời điểm đầu tháng 7 này thì bên em đang giảm cho chiếc xe này là 27 triệu tiền mặt, tặng cho anh chị là gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Và phiên bản thứ hai, phiên bản sang cao cấp là phiên bản trước mặt chúng ta đây, giá niêm yết là 765 triệu. Thì hiện tại là bên em đang giảm cho anh chị chiếc xe này là 24 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị một gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Phiên bản cao nhất, phiên bản sang điện là phiên bản có giá niêm yết là 860 triệu. Và trong thời điểm hiện tại, phiên thời điểm đầu tháng 7, hiện tại bên em đang giảm là 11 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện là trị giá 15 triệu. Và để lăn bánh chiếc xe này ra ngoài đường ở thị trường ở cái tỉnh Bắc Ninh thì anh chị tính giúp em. Em sẽ dùng công thức để tính, hướng dẫn anh chị tính nhé. Cụ thể ở chiếc xe 1.8V màu đen trước mắt chúng ta đây thì hiện tại xe có giá niêm yết là 765 triệu và đang được giảm giá là 24 triệu. Thì anh chị giúp em là giá xe là 765 này, 765 trừ đi 24 triệu, 24 cộng với tiền thuế 10% là 76,5, cộng với chi phí đăng kiểm nó sẽ rơi khoảng tầm hơn 820 một chút là xe đã lăn bánh ra ngoài đường mà đầy đủ phụ kiện rồi, hơn 820. Xe thì ba phiên bản, phiên bản được ưa chuộng nhất thì vẫn là phiên bản hiện tại trước mắt chúng ta đây, bản 1.8V. Xe được trang bị là Toyota City Sense này, đèn full, đèn bi LED này. Toyota City Sense thì nó có giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm, rồi có cảnh báo có các cảnh báo an toàn khác như là cái cam lùi hay camera lùi. Để em sẽ vào trong nội thất giới thiệu anh chị về nội thất nhé. Ngoại thất thì nó có các lựa chọn màu như trắng ngọc trai này, đen, màu bạc, màu đặc bạc 1K3. Thì đấy là những cái màu về ngoại thất. Còn nội thất thì có hai lựa chọn là màu đen tuyền như chiếc xe này, hoặc thứ hai là có màu là đen pha be. Anh chị nào có nhu cầu tham khảo thêm dòng xe khác thì alo cho em. Còn đây em giới thiệu về chiếc xe này, có phím chức năng để điều khiển cái màn hình điều khiển thông tin bên trong này. Bên này thì có cảnh báo làn đường, giữ khoảng cách, cảnh báo tiền va chạm này, rồi giữ làn đường, có tốc độ thích ứng này, rồi có chuyển chế độ âm thanh, màn hình 9 inch kết nối Apple CarPlay không dây, hộp số CVT. Và ngoài ra thì đã được nâng cấp lên là phanh tay điện tử và auto hold. Một chiếc xe này thì hiện tại về tính năng an toàn vận hành thì không thiếu một thứ gì. Ngoài ra thì xe cũng được thiết kế theo cái ngôn ngữ mới là TNGA, hướng đến cái sự linh hoạt, an toàn và tầm quan sát. Thì cái ở góc nhìn này, đây em ví dụ đây là góc nhìn lái của mình nhá. Thì cái gương này đã được chuyển xuống dưới thân xe thì cái góc nhìn mình sẽ rộng hơn, chỗ A nhìn rất thoáng luôn. Bên này cũng vậy, nâng cao cái tầm nhìn của anh chị. Còn về xe thì cũng được thay đổi khá nhiều về trang bị, tương trùng chói tự động này, vài cái nho nhỏ. Và đặc biệt là hiện tại những cái xe phiên bản mới và nhập hái hiện tại như xe Camry và xe Altis đã được tối ưu hơn về cái mức tiêu thụ nhiên liệu, nó chỉ có 6,84 lít trên 100 cây. Cụp xe rất là rộng luôn và có thể hạ cái hàng ghế thứ hai xuống anh chị ạ. Xe này thì bên em hỗ trợ trả góp lên đến 80% giá trị xe và có thể ngoài ra thì bên em có một gói nữa là gói 50-50, anh chị được vay tối đa là 60% giá trị xe và hàng tháng anh chị không phải trả bất kỳ khoản phí nào. Và cái cả gốc cả lãi sẽ tất toán sau 1 năm mà lãi suất hiện tại là 7,79% một năm. Ngoài ra thì ngân hàng bên em thì không ép mua bảo hiểm cũng như là
Nó là ngân hàng của Tota luôn, nên là cái rất nhiều cái ưu đãi cũng như là về cái chính sách cho khách hàng mua xe của Tota. Còn trong cái khuôn khổ video nhanh này, em sẽ phép giới thiệu nhanh về dòng xe Tota Atis cũng như là cái chính sách bán hàng mới nhất năm tháng 7 năm 2022 này. Anh chị nào cần em tư vấn thêm về dòng xe Atis này, có thể liên hệ giúp em có số online để trên màn hình. Xin phép anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.